hãy mở loa thật lớn. Bởi vì hôm nay đã đủ mệt cho cả hai chúng ta rồi. Vì vậy, Pepper và bạn sẽ cùng nhau nhảy, cùng nhau hát và cùng nhau la thật to. Hãy cho âm thanh lớn nhất mà bạn có thể chịu đựng được. Bây giờ hãy cho phép Pepper được mời bạn cùng vào một căn phòng với thật nhiều bạn bè, với thật nhiều những con người cũng đang lo âu, cũng đang muộn phiền giống như bạn. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhấc chân mình lên, vươn đôi tay mình rộng ra, cho phép mình nhảy cao lên thỉnh thoảng để buông tỏa hết tất cả những năng lượng đang muộn phiền, đang lo âu. Hãy nhớ, chúng ta chỉ sống một lần. Tất cả những cuộc chiến đến với chúng ta chỉ đến một lần. Vì vậy, cho dù khó khăn bạn đang trải qua là gì, Pepper tin bạn cũng nên quay lại nhìn nó một lần thật kỹ. Không phải đối đầu đâu, mà bạn phải lao vào nó. Lao vào nó không phải để thiêu thân mình, mà lao vào nó để chứng minh cho nó thấy là bạn không sợ cuộc chiến nào cả, bạn không sợ một điều gì cả. Bạn thích được trải nghiệm, thích thử thách, thích cả những cái tổn thương khi mà bạn thất bại. Hãy nhớ, cuộc chiến này chỉ đến một lần. Vì vậy, tất cả những căng thẳng, những lo âu mà bạn đang dành cho tâm trí bạn chỉ làm bạn nặng nề thêm, chỉ làm bạn mệt mỏi nhiều hơn, chỉ làm bạn kiệt sức và không thể nào thắng được. Hít một hơi thật sâu. Hãy cùng Pepper và rất nhiều những con người khác đang lo âu giống bạn trong căn phòng này, chúng ta sẽ nhảy thật cao. Chúng ta sẽ thắp sáng cơ thể chúng ta lên bằng nguồn năng lượng của âm nhạc. Và chúng ta sẽ cho phép chúng ta được cháy hết mình. Để cùng nhau, chúng ta thắp sáng một bầu trời được gọi là bầu trời không có nỗi lo. Hãy nhìn xung quanh, không phải chỉ một mình bạn, có rất nhiều những con người, họ trải qua rất nhiều những câu chuyện, và dường như chúng ta được gửi đến thế gian này để học tập, để trải nghiệm. Mỗi một thử thách được gửi đến với bạn, được gửi đến với tôi đều là một bài học. Chúng ta có thể té ngã để học, chúng ta có thể sợ hãi để học, chúng ta có thể vừa học vừa bất an lo lắng, hoặc bạn sẽ chọn theo cách của tôi. Chúng ta sẽ thật vui, thật nhiều năng lượng và cùng nhau học hết tất cả những bài học của thế gian này. Bây giờ Pepper muốn các bạn mỉm cười. Cười thật tươi và nhảy cao hơn nữa. Và nếu được, hãy cùng Pepper mang đến những tia sáng từ đôi chân của bạn, từ đôi tay của bạn. Hãy thắp sáng con đường của mình đi. Hãy thắp sáng tâm hồn của mình.
và thắp sáng sự thông thái của mình. Đằng nào phía trước cũng là một cuộc chiến. Chúng ta sẽ nhìn rõ nhất, kỹ nhất và dũng cảm nhất để chiến đấu. Hãy nhớ, những nỗi lo của bạn đã ở lại trong bóng tối, đã ở lại phía sau và đã ở lại ngày hôm qua. Phía trước của bạn là những bài học mới. Tôi không chắc là còn bao nhiêu sự trải nghiệm, còn bao nhiêu những kỳ thi và những bài học sẽ đến với bạn và đến với tôi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là tôi và bạn sẽ làm hết sức mình, sẽ mỉm cười để mắt chúng ta không ngấn lệ, để chúng ta nhìn rõ nhất và bình an nhất, để làm tốt nhất. Nếu bạn đang là một người lo lắng về tài chính, bạn đang là một trụ cột của gia đình, thì hãy nghĩ điều đó thật may mắn, vì bạn thật nhiều trách nhiệm, thật nhiều nhiệm vụ ở trái đất này. Nếu bạn đang lo lắng về yêu thương, thì hãy nhớ yêu thương có định mệnh, có thời gian và có khoảnh khắc riêng của nó. Cố níu không níu được, cố đuổi không đuổi được. Chúng ta chỉ nhún nhảy, nhìn nhau và mỉm cười. Hãy đón những điều mới nếu nó đang đến, và hãy để những điều cũ đi nếu nó đang tổn thương bạn quá nhiều. Quay trở lại với căn phòng của tôi. Tôi và bạn đang thắp sáng cả căn phòng lên bằng cả cơ thể mình. Bạn hãy nhớ, tất cả những nỗi lo của bạn đã tan biến đi. Hãy mỉm cười thật tươi. Hãy hít thở thật nhẹ nhàng. Hãy lướt đôi vai bạn thật êm cùng với âm nhạc của tôi. Và ngày mai sẽ là cuộc chiến mới của cả hai chúng ta. Hãy nghỉ ngơi khi bạn cần, nhưng hãy chắc chắn là bạn không bao giờ bỏ cuộc.